Trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi là độ tuổi trẻ đã có nhận thức, ý thức, luôn có nhiều tò mò về thế giới xung quanh và có thể đón nhận ngôn ngữ mới theo cách tự nhiên nhất. Ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh, nên hiện nay rất nhiều bậc cha mẹ đã cho con tiếp cận tiếng Anh ngay từ khi con mới lên 3, lên 4. Tuy nhiên, học tiếng Anh cho bé 3, 4 tuổi như thế nào để hiệu quả thì không phải phụ huynh nào cũng biết. Hôm nay, mẹ Thông Thái xin chia sẻ những bí quyết học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ mầm non, làm thế nào để giúp bé tiếp cận ngoại ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. Nếu ba mẹ muốn định hướng con em mình nói tiếng Anh thành thạo trong tương lai, thì hãy cùng mẹ Thông Thái tìm hiểu cách để trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh ở nhà như thế nào nhé. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu trẻ được học tiếng Anh ngay từ những năm đầu đời thì sẽ trở nên tự tin hơn, thông minh hơn và sử dụng tiếng Anh một cách lưu loát tự nhiên hơn so với học tiếng Anh khi ở độ tuổi đã trưởng thành. Đó là vì đây là giai đoạn vàng trẻ có khả năng bắt chước và học hỏi rất nhanh, khả năng ghi nhớ chiếm đến 90% trong suốt cuộc đời, cũng như có thể thẩm thấu và phát âm một cách chuẩn xác như người bản ngữ. Việc ép trẻ trong độ tuổi mầm non phải học thêm một ngoại ngữ là hoàn toàn không hợp lý, vì đây là độ tuổi trẻ cần chơi và được chơi. Vậy, thay vì việc ép trẻ phải học, thì chúng ta nên cho trẻ, khuyến khích trẻ chơi, nhưng là chơi có định hướng, chơi có mục đích. Và chúng ta biết kỹ năng ngôn ngữ có điều kiện phát triển tốt nhất thông qua việc ứng dụng thường xuyên trong các hoạt động giao tiếp và vui chơi hàng ngày của trẻ. Học mà chơi, chơi mà học. Ở độ tuổi này, trẻ yêu thích vui chơi hơn thay vì ngồi bàn học. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên sáng tạo những phương pháp dạy học tiếng Anh tại nhà cho con mình. Các bậc phụ huynh có thể sắm bộ thẻ học tiếng Anh để con mình có thể vừa học vừa chơi. Học tiếng Anh qua flashcard cho các bé sẽ kích thích tính tò mò của trẻ. Đầu tiên, ba mẹ hãy lựa chọn mua những bộ flashcard có hình ảnh, từ vựng gần gũi với cuộc sống của bé như con vật, thức ăn, hoa quả, đồ dùng trong nhà. Trên mỗi flashcard nên có cả từ vựng và hình ảnh màu sắc nét để giúp bé nhận diện được dễ dàng và thích thú hơn. Lưu ý, không nên chọn lựa những bộ flashcard toàn chữ các mẹ nhé. Ngoài việc ba mẹ dạy con những từ vựng đơn lẻ thì ba mẹ có thể kết hợp nói những cấu trúc đơn giản như "Hey baby, what is it?" Đồng thời, giơ tấm thẻ ra để trẻ hiểu và phản xạ. Bố mẹ có thể vừa hỏi vừa trả lời nhiều lần để bé quen dần và tập trả lời theo. Ví dụ như bố mẹ có thể nói một số từ hoặc các cấu trúc tiếng Anh đơn giản như "Baby, what is it? Is it a cat?" Sau quá trình dài, con sẽ nhớ được cả từ vựng và các cấu trúc câu tiếng Anh nữa nhé. Với các mẹ thành thạo tiếng Anh thì việc bày cho con mình học tiếng Anh rất đơn giản, như với các mẹ không giỏi tiếng Anh nhưng vẫn muốn cho con làm quen theo phương pháp học và chơi này thì như thế nào? Các mẹ có thể tải app Google Dịch để cùng con học. Ví dụ, mẹ muốn dạy con là con mèo, tiếng Anh là cat. Mẹ không rõ phát âm thì mẹ có thể gõ Google Dịch và cùng con đọc theo từ đó. Mẹ có thể chơi trò chơi cùng con, mẹ đọc tên bằng tiếng Anh và con tìm hình. Bé sẽ nhanh ghi nhớ từ vựng trong đầu và khi con nhớ được nhiều từ thì mẹ đổi ngược lại cho con để con đọc cho mẹ tìm. Bé sẽ rất háo hức để học vì vừa vui vừa được chơi cùng mẹ và bé còn muốn chứng tỏ mình giỏi nữa. Giai đoạn này, mẹ có thể dạy con mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ, mẹ đang nấu ăn, có quả cà chua, mẹ sẽ hỏi con đây là quả gì. Nếu con đã được mẹ dạy trước đó, thì con sẽ trả lời. Nếu con chưa được học, thì mẹ sẽ trả lời thay cho con. Và sau khi trả lời thì không quên hỏi con quả này tiếng Anh là gì, để bé nhắc lại câu trả lời và bé ghi nhớ trong đầu. Tương tự, bất cứ thời gian nào, bạn cũng có thể dạy con theo phương pháp này. Dần dần, con sẽ hình thành ý thức hỏi lại mẹ những từ con chưa biết rõ. Ngoài ra thì các mẹ có thể đổi trò chơi khác, ghép từ và tranh. Ba mẹ hãy chuẩn bị một số từ vựng kèm bức tranh mô tả từ vựng đó. Ví dụ, hình mặt trời tương ứng với cả từ sun, hình bông hoa tương ứng với từ flower, con mèo tương ứng với cat. Sau đó, đảo lộn trật tự. Yêu cầu bé ghép lại cho đúng, ba mẹ hãy chỉ vào bức tranh, bảo con tìm từ vựng tiếng Anh tương ứng với cả bức tranh hoặc là ngược lại. Lưu ý các ba mẹ hãy đọc từ vựng đó thật chuẩn, các bé sẽ nghe và ghi nhớ rất kỹ. Khi bé tìm đúng bức tranh tương đương với từ vựng ba mẹ thì hãy tặng bé một món quà sẽ kích thích bé học nhiều hơn. Cứ mỗi lần chơi, ba mẹ hãy thêm một số bức tranh mới mà con chưa đọc để mở rộng vốn từ vựng hơn cho con.
học tiếng Anh qua tranh vẽ hình ảnh hoặc những đoạn phim nhiều màu sắc. Ở độ tuổi này, bé rất hứng thú với những vật có nhiều màu sắc, đặc biệt là các màu sáng. Nếu những đồ vật trong nhà có màu sắc kém thu hút, thì ba mẹ nên dạy trẻ học tiếng Anh qua hình ảnh con vật, đồ vật dễ thương với nhiều màu sắc bắt mắt. Điều đó sẽ giúp bé tiếp nhận thông tin cực hiệu quả và khoái chí với việc khám phá thế giới xung quanh mình. Một điều cẩn trọng là ba mẹ nên lựa chọn hình ảnh, video thật kỹ lưỡng để tránh việc cho bé tiếp thu những nội dung không phù hợp với cả lứa tuổi. Ba mẹ có thể cho bé học tiếng Anh qua các bài hát tiếng Anh thiếu nhi hay là giao tiếp tiếng Anh cùng bé mỗi ngày. Ví dụ như mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, cha mẹ nên bắt đầu một ngày bằng câu chào Good morning với các bạn nhỏ. Luôn tạo một môi trường tiếng Anh xung quanh trẻ, mọi nội dung nói đều liên quan đến tiếng Anh hoặc khi giao tiếp với các con. Các câu tiếng Anh với trẻ bây giờ nên là những câu ngắn như yes, no, hello, good night, I am sorry, thank you, goodbye, để cho bé làm quen với tiếng Anh, quen với việc giao tiếp tiếng Anh. Sau dần, các bạn nâng cấp cách dạy con lên một tầm cao hơn, ví dụ như trong một bữa ăn, thay vì nói apple có nghĩa là quả táo, vậy thì bạn tại sao không thử nói what is it? Trẻ sẽ lặp lại theo bạn câu nói đó. Tiếp đến thì bạn hãy hướng dẫn trẻ trả lời câu hỏi this is an apple. Tóm lại, khi cho bé làm quen với tiếng Anh, phụ huynh ít nhiều sẽ gặp khó khăn, nhất là khi có thể trình độ tiếng Anh của bạn đang ở mức thấp. Nhưng đừng quá lo lắng, chỉ cần các bậc phụ huynh kiên trì, rèn luyện, vui chơi học tập tiếng Anh cùng con mỗi ngày thì chắc chắn sẽ nhận được trái ngọt. Các bậc phụ huynh đã sẵn sàng hình thành tư duy và thói quen với tiếng Anh cho bé nhà mình chưa? Chúc các bố mẹ thành công nhé!